Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Sau đây là những điểm tin chính. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất về con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ vào đêm ngày hôm qua do một số tờ báo quốc tế nói con đập này bị vỡ đã khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Và hôm qua, nó đã làm cho làn sóng dân số của Trung Quốc phải hoang mang. Kính thưa quý vị, liên quan tới thông tin con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ, chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các từ khóa trên mạng và đã cho ra khoảng 10 triệu kết quả tìm kiếm. Rất nhiều tờ báo nói rằng con đập Tam Hiệp đã vỡ, con đập vỡ vào đêm ngày hôm qua và con đập có khả năng vỡ rất cao. Thu thập tất cả các bằng chứng và chứng cứ, chúng tôi kết luận rằng con đập của phía Trung Quốc hiện vẫn chưa vỡ, mặc dù mưa to gió lớn trong suốt hơn 2 tháng vừa qua đã vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, tuy nhiên nó vẫn sừng sững đứng yên. Các chuyên gia thủy lợi quốc tế cho rằng khả năng cao con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ không bị vỡ. Các chuyên gia thủy lợi của nhà nước Trung Quốc nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị ba quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945, nó cũng không bị vỡ. Chính vì vậy, những trận mưa to gió lớn vừa qua vẫn không hề ảnh hưởng đến con đập Tam Hiệp này. Nghe tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc đặt ra câu hỏi rằng vậy con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bền vững vĩnh cửu hay là sao? Thì xin thưa với quý vị rằng trên thế gian này không có một vật gì là bền vĩnh cửu được. Kể cả kim cương thì cũng sẽ có lúc bị xước, bị bong chóc. Những vật được cho là trường tồn với thời gian thì chỉ có lúc nào đó nó sẽ lại bị tan hoang trong một khoảnh khắc nhất định. Chính vì vậy con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Nó chỉ xảy ra sớm và hay muộn mà thôi. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho rất nhiều các tiểu đoàn, tiểu đội canh giữ 24/24 giờ. Bởi vì rất nhiều nước xung đột với phía Trung Quốc định bắn vỡ con đập này. Nhiều chuyên gia thủy lợi cũng như các nhà chuyên gia quân sự trên toàn thế giới nói rằng nếu như Trung Quốc đánh nhau với các nước thì các nước không cần đánh đâu xa, chỉ cần phóng tên lửa hoặc dội bom cho vỡ đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là Trung Quốc đã bị san phẳng rồi. Chính vì vậy mà con đập Tam Hiệp liên tục được tập đoàn Tam Hiệp bảo vệ 24/24 giờ trong suốt những năm tháng vừa qua. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp là một công trình vĩ đại nổi tiếng và là một trong công trình được cho là kỳ quan của thế giới. Nó đang sở hữu rất nhiều kỷ lục mà tất cả con đập trên thế giới đều không sánh vai được. Đây chính là lý do vì sao nó được cho là con đập lớn nhất hành tinh này. Tuy nhiên, nó lại là một tử huyệt chết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm vừa qua. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, rất nhiều công sức, cũng như là mai phục rất nhiều quân lính bảo vệ 24/24 giờ xung quanh 50 km. Với bán kính đó, Trung Quốc nói rằng sẽ không có một thế lực nào có thể bắn vỡ được con đập Tam Hiệp. Chính vì vậy mà người dân sống xung quanh con đập hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, theo người dân của Trung Quốc cho biết thì họ vẫn tin vào lời dự ngôn của cậu bé tiên tri cũng như nhà tiên tri nổi tiếng Van Gogh trên thế giới khi nói rằng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ vào năm 2022 hoặc 2023 nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay đổi tính nết. Người ta cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình đối xử tốt với các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, thì con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ không bị vỡ. Còn nếu như đối xử xấu hay đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước trong khu vực, thì con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ lên tới 99,9%. Và liên quan tới con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, chúng tôi liên tục cập nhật khi có thông tin chính xác nhất và mới nhất. Còn bây giờ, chúng tôi xin gửi đến quý vị tình hình lũ lụt mới nhất ở Trung Quốc mà chúng tôi mới cập nhật được. Thưa quý vị, siêu bão số 4 mới tàn phá Trung Quốc và nó đã khiến cho hệ thống chống ngập của Trung Quốc bộc lộ ra những yếu điểm chết người. Lời cảnh tỉnh sau khi thành phố thông minh của Trung Quốc mất điện vì lũ. Trung Quốc đã phát triển các trung tâm đô thị thành thành phố thông minh, nhưng trận mưa lớn chưa từng thấy quét qua đã đẩy hàng triệu người vào thời đại đen tối của kỹ thuật số. Tuần trước, nhiều khu vực ở miền Trung Trung Quốc chìm trong nước lũ sau khi hứng chịu trận mưa lớn mà cơ quan thời tiết miêu tả là ngàn năm có một. Hơn 69 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán vì thời tiết cực đoan. Khi mưa lũ rút đi, hàng triệu người ở Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhận ra rằng họ lại phải đối mặt với thách thức mới. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã biến các trung tâm đô thị của mình thành thành phố thông minh. Công nghệ được ứng dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống, từ mua hàng, đi taxi, đặt lịch hẹn bệnh viện, đi lại trên tàu điện ngầm và thanh toán các tiện ích. Vì vậy, khi trận mưa lũ lịch sử quét qua Trịnh Châu gây mất điện và Internet trên diện rộng, công chúng bỗng thấy mình bị rơi vào thời đại đen tối kỹ thuật số, sao Morning China Post đưa tin. Đối với một số người,
đó là một sự bất tiện, nhưng đối với những người khác, điều này trở thành vấn đề sinh tử, cuộc chiến sinh tử. Một bác sĩ họ Hoàng làm việc tại Bệnh viện Liên kết 1 của Đại học Trịnh Châu cho biết, khi thành phố mất điện, thiết bị hồi sức chăm sóc tích cực ICU cũng ngừng hoạt động. Bệnh viện đã phải nhanh chóng sử dụng nguồn điện dự phòng để cứu những bệnh nhân nặng nhất. Hơn 10.000 bệnh nhân khác đã được di rời đến bệnh viện huyện, nơi có nguồn điện an toàn hơn. Mất điện đồng nghĩa thang máy trong tòa nhà cũng ngừng hoạt động. Vì vậy, Wang đã cùng tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ khiêng bệnh nhân đang nằm trên giường ICU từ tầng 20 xuống các xe cấp cứu. Những bệnh nhân đó không thể ra khỏi giường, chúng tôi đã phải khiêng vác theo mọi thứ. Wang cho biết điện thoại biến thành cục gạch phát sáng. Ở bên kia thành phố, một phụ nữ tên Quy Nguyen hoang mang khi bị cắt điện và Internet, điện thoại mất sóng nên cô không thể gọi hay nhắn tin cho bạn bè và gia đình để thông báo với họ rằng mình đã an toàn. Quy Nguyen đã đi lang thang trên khắp đường phố chỉ để tìm kiếm nơi có sóng. Thế nhưng trước khi có thể tìm thấy, điện thoại của cô đã chết. Dần dần, Quy Nguyen phát hiện ra sự bất tiện len lỏi trong mọi ngóc ngách cuộc sống. Vào buổi sáng sau khi cơn mưa giảm dần và nước bắt đầu rút, Quy Nguyen đã trở lại. Khi đến văn phòng, cô được biết công ty đã đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt, nhưng vì không có Internet, cô không bao giờ nhận được tin nhắn thông báo. Khi đến siêu thị, cô không thể mua hàng vì hệ thống thanh toán bằng điện thoại đã ngừng hoạt động. Thông thường, người dân Trung Quốc hiếm khi đem theo tiền mặt, mà họ phụ thuộc nhiều hơn vào thẻ tín dụng và các ứng dụng thanh toán. Không có Internet, điện thoại của tôi biến thành một cục gạch phát sáng, cô nói. Trên khắp thành phố, hàng dài người xếp hàng trước cửa hàng tạp hóa để lại số điện thoại và hứa rằng họ sẽ quay lại để giải quyết nợ. Nhiều phương tiện giao thông cũng ngừng hoạt động. Tencent News cho biết các ứng dụng gọi xe đã tạm dừng các dịch vụ ở Trịnh Châu do lo ngại về an toàn. Một số ít taxi vẫn chạy trên đường phố yêu cầu mọi người trả trước bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, một số tài xế cho hay điện ở nhiều nơi bị cắt cũng là lý do khiến họ không thể tiếp tục sinh kế. Theo các báo cáo, tại Trịnh Châu, hơn 80% số xe taxi đã được chuyển sang sử dụng động cơ điện trước đó. Khi xe hết điện, tôi thậm chí không biết mình có thể sạc lại ở đâu, một tài xế cho biết. Lời cảnh tỉnh, Zhao Kelu, giám đốc một công ty kế toán ở Trịnh Châu cho biết, sau khi mua thức ăn và nước uống bằng thẻ tín dụng, anh leo lên 19 tầng và bàng hoàng phát hiện căn hộ của mình bị cắt điện trong vài ngày tiếp theo. Anh trở thành kẻ lang thang trong thành phố khi khắp mọi nơi để tìm kiếm điện hoặc Internet. Đôi khi, giao đến một quán trà mà bạn anh làm chủ và đôi khi anh ở sảnh khách sạn với Internet, nước và nguồn điện chập chờn. Tôi lái xe đi lòng vòng chỉ để kiểm tra xem có chỗ nào có thể nạp điện thoại hay khách sạn nào chưa kín người hay không. Anh nói, sau trận lũ lụt lịch sử, giới chức Trung Quốc đã nhanh chóng điều động lực lượng làm việc ngày đêm để khôi phục lại nguồn điện và Internet. Chính phủ nước này cho biết, vào cuối tuần khoảng 90% khu vực Trịnh Châu đã có điện và mạng trở lại. Tuy nhiên, sau sự cố này, người dân bắt đầu nhận ra đây là lời cảnh tỉnh để chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai. Cuộc khủng hoảng Trung Quốc đã chứng minh rằng mọi hệ thống, ngay cả sử dụng công nghệ mới nhất, tối tân nhất đều có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở Trịnh Châu, tôi đã thêm pin sạc dự phòng vào danh sách đồ cần để sinh tồn của mình, một người viết trên Weibo. Nhiều món đồ khác cũng được đưa vào danh sách 20 nhu yếu phẩm sinh tồn khác, bao gồm thực phẩm đóng hộp, bộ sơ cứu, bộ đàm, tiền mặt, thậm chí cả vàng. Và liên quan tới tình hình Biển Đông, tình hình lũ lụt của Trung Quốc, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục để gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Còn chương trình hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu thấy hay, quý vị hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.